Hello, mình là Nam Ngôn. Còn mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Khi mà vô hồ mình nó ánh đẹp lắm. Có con nó vàng ánh xanh nè, có con nó tím ánh xanh nè. Dạ, nó làm nước nên nó tốt, nó vừa đẹp mà nó vừa tốt nữa. Thì đa phần các anh nó cũng phải đi đánh bắt xa và nguy hiểm. Xa mà con. Dạ, cái vùng biển nó hơi sâu và nó hơi xa bờ một chút xíu. Những tụi nó sản xuất ra một con như là được nửa ký cát hay là một ký cát gì á, là nó sẽ cắn những cái san hô bụng, những cái đá bo ở dưới biển á, nó bào thành cát và cát nó sẽ bồi đắp đi cho bờ biển của mình, cũng đẹp lắm. Đúng rồi. Nó vừa đẹp mà nó rẻ tiền mà nó khỏe nữa. Ý đó cắt cái ra vậy, đúng rồi, cái này gọi là cắt cho nó gọn là em tỉa á. Tức là bình thường vậy nó sẽ là một bụi lớn cả bàn tay mình vậy đó, cái phát gì đó là nó nhiều màu lắm. Có thể một màu có thể là hai ba màu luôn. Em có phát mấy cái riêng ô nhỏ 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 đó, mấy nhỏ đó là bắt đầu từ qua bên đây là này là nó đám nhập cửa hàng đá quý quá. từng viên rồi, dạ. Ruby rồi thạch anh rồi này nó. Đúng rồi. Từ xa cảm giác giống như là flycam chụp từ trên cao mấy cái lều của Mông Cổ nó giống như là cái sọ quốc dân vậy đó. Hầu như là anh chị nào hay bạn nào cũng có nó trong hồ mình hết. Mà cái em cũng thấy đẹp nữa mà nó rẻ tiền, cỡ nếu mà tính khoảng cỡ 3-4 năm về trước á, trong hồ mà có con đất này phải gọi là hồ đại gia, là mới chơi được, là không có mắc lắm, rất là sáng, kết hợp với là chân trắng nè, là râu. Nó tới tổng cộng bao nhiêu râu ta? 2-4-6 râu, 3-4-5 mảng gì đó, sau cái nó dính thành một chùm luôn, thành mảng lớn luôn, nó rất là đẹp. Nam Ngô, ok các bạn, chúng ta vẫn đang ở Unafish đây. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về san hô, mà cũng có những cái dòng san hô mới được Unafish đem về. Thì chúng ta cùng theo chân mình sẽ coi có dòng nào ha. Vẫn là sự giới thiệu của Tấn. Dạ, okay. Em chào Nam một lần nữa, anh em mình gặp nhau. Okay. Nói giống như là trên máy quay của mình bây giờ, trước khi sẽ vô san hô đi, mình quay mấy con sò trước đi. Sò. Đó, giống như những cái dòng này nó là những cái dòng sò. Nó rất là nhiều màu. Khi mà vô hồ mình nó ánh đẹp lắm. Có con nó vàng ánh xanh nè, có con nó tím ánh xanh nè, có con là nó xanh dương không. Nó những con sò này nó có một cái gọi là ưu điểm á anh Nam, giống như là nó lọc nước cho hồ mình. Nó lọc, nó có lợi cho chức hồ năng mình. Chức năng nó là lọc nước luôn. Dạ, nó lọc nước nên nó tốt, nó vừa đẹp mà nó vừa tốt nữa. Nên ở đây có rất là nhiều anh với bạn thích. Nên em cũng nhập về một số lượng và nó nhiều màu lắm. Mỗi một con nó có một cái màu nó khác nhau. Anh có thể bóc một con lên coi trực tiếp luôn nè. Dạ được anh Nam. Anh bóc mà mình đụng cái nó cụp lại nha. À, nó không có mình đưa tay rồi nó cụp lại liền. Làm nó như là nó chuyển động, nó giống như con nghêu vậy đó. Nó chuyển động, khi mà có cái gì đó vô là nó sẽ cụp lại. Nó rút hẳn vô trong luôn hả ta? Dạ đúng rồi, khi mà anh cầm lên là nó gom vô, còn cái vỏ khổng ngoại như con nghêu vậy đó. Là mình không thấy được cái gì màu nó trong luôn. Nhưng mà cái con này cái kích thước nó lớn không nè, nó còn lớn nữa không? Lớn lắm anh, nó bự cả hai bàn tay mình á. Nhưng mà các bạn nên lưu ý một vấn đề vậy nè. Một điều tức là những cái con này nó nhỏ thì nó không sao, nó lọc nước rất là tốt. Nhưng mà khi mà nó càng lớn á thì nó là có một cái nhược điểm là nó hút chất. Nó hút mấy cái chất chính trong hồ mình, giống như là canxi, magie, hát, nó hút nhiều để nó phát triển cái sự cơ bỏ của nó. Là bỏ nó cần những cái chất đó, nó hút nhiều lắm thì cái đó nó lại bất lợi cho san hô mình. Nó thiếu chất, hoặc là nếu như mình phải chăm rất là nhiều chất để mình tốn chất của mình, nên là mấy các bạn chơi thì nên anh Nam cũng đi thấy trong hồ của em á, đa phần là những cái con nhỏ à. Nó cỡ hai ngón hơi chút xíu thôi, là dòng nhỏ thôi, nó vừa đẹp và nó vừa có hồ của mình. Chứ còn mà em không bán bự thường giống như là nhập về là để trong hồ cá chơi này kia thôi, chứ còn mồi là nó hút chất, nó không có tốt. Này mình thả trong hồ khoảng mấy con ra, hay một con thôi là đủ rồi. Theo em như là mỗi một hồ một chút, để mình quay qua mấy hồ chân bài á, em thường một hồ em để một con. Giống như là còn tùy, giống như có thể mình phối hai con cũng được, nhưng cũng đừng có nhiều quá. Hay nhiều quá thì nó ảnh hưởng cái gì. Hào chất mình. Dạ nó lại không có tốt. Dạ. Rồi bắt đầu mình di chuyển lên trên. Đó là cái đầu tiên của mình, đây là những cái dòng diêm. Nhiều mấy cái trên máy các bạn đang thấy đó là những cái dòng diêm diêm thường thôi, diêm Việt. Đó là giống như là tím đầu vàng, tím đầu hồng. Nó còn ở trong nữa thì có tím đầu xanh. Cái này là những hàng Việt của mình. Còn tiếp theo nữa là những cái phun xanh. Phun xanh á, trong đây nó sẽ có hai loại, một loại là hàng Việt cũng có, một loại là hàng nhập. Nhưng mà trong đây những cái hàng Việt của mình á, nói hàng Việt nhưng mà nó cũng có thể nói nó là hàng hiếm của hàng Việt á anh Nam. Tại giống như mấy cái mà diêm phun xanh mà cái thân nó dài như vậy á, thì đa phần các anh nó cũng phải đi đánh bắt xa và nguy hiểm. Xa mà con. Dạ, cái vùng biển nó hơi sâu và nó hơi xa bờ một chút xíu. Cũng giống như nãy có những một số dòng cá vậy đó, đánh bắt ở gần mấy cái gọi là mấy cái quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa rồi mới có. Chứ còn trong nước liền bờ mình thì nó không có. Với quần quá cái... quần quá nó bỏ đi hết. Dạ luôn. Đúng rồi, với lại cái diêm này nó nhạy lắm. Ở trong gần bờ cái nước nó bị dơ á, thì nó không có tốt cho con diêm nó không phát triển được. Cái cá hồ chơi mình cũng vậy. Còn giống như là trong máy trước mặt máy các bạn đang thấy luôn, đó là những cái con diêm vàng. Diêm vàng này hồi lúc trước á, là có nói là diêm vàng, cái này là vàng vàng gold 24. Thì hồi lúc trước mình đa phần là nhập, nhưng mà giống như hồi đợt vừa rồi mình có được một cái mùa, một cái gọi là một cái lô vậy đó. Là mấy cái tàu ghe mình cũng đánh bắt được một lô, nó cũng có được một số hàng. Nhưng mấy cái này nó là hàng Việt thôi. Nhiều mấy con này hàng Việt nhưng mà bên em dưỡng
lâu lắm rồi nên là cái tua clip của nó Nam thấy dài, nó dài ra luôn, nó giống như hàng nhập vậy đó. Còn đa phần mấy cái hàng nhập bình thường mình mà dưỡng mà không có ổn là nó sẽ biên ngắn lắm. Với lại là thật sự á, anh Nam với anh Đức mình hai anh em có để ý á, giống như là một số khác đi qua nhiều đi, thật sự những cái dòng san hô mà như là diêm, búa, mè, sổ, mấy cái bum tơ kia thì rất là nhiều, nhưng mà hầu như diêm á ít lắm. Đúng rồi, diêm nó hơi khó dưỡng, nên là các shop cũng diêm giờ là hàng hiếm á. Dạ đúng rồi đó, mấy cái shop khác nó cũng các shop khác ít có nhập về đó. Với lại có tiếp theo nữa, mình quay có con cá nó đang ghĩa đĩa đĩa đó. Cái này là con mó lưng đó, sẵn mình ở san hô mình mà nó nói luôn. Nó cũng dễ thương lắm anh em đó, anh thấy nó ăn rêu không, ăn rêu quá, đang rêu nó cắn rêu quá, nó ăn nó này kia lắm đó. Mà dòng mó này á, ở trên mấy cái hồi bữa em có coi trong mấy cái chương trình chân chương cuộc sống đại dương đồ á, người ta cũng khuyên á là mình nên bảo tồn nó. Tại vì những cái dòng mó này á, khi mà nó nhỏ nó lớn lên, hình như á bữa em coi mình lâu quá em quên rồi, em này em nói đại em không có nhớ nha. Hình như mỗi một ngày á là những tụi nó sản xuất ra một con hình như là được nửa ký cát hay là một ký cát gì á, là nó sẽ cắn những cái san hô bụng, những cái đá bo ở dưới biển á, nó bào thành cát và cát nó sẽ bồi đắp đi cho bờ biển của mình. Đó là nó rất là có lợi cho con người của mình luôn. Nhưng mà đa phần con người mình thì đánh bắt vô tội dạ nó, nên là nhiều khi tội nó và ảnh hưởng tới của mình. Ở như ở trong cái tàu sống cũng có một con bự ở trong đó, là nó đang cắn rỉa nữa, nó dễ thương lắm. Dễ thương dạ. Đẹp ha. Dạ. Rồi mình di chuyển tiếp theo phía bên dưới nữa là bắt đầu qua bên búa với mè. Thì đa phần á, những cái dòng búa mè này nó có rất là nhiều màu sắc, màu tím nè, màu xanh tím nè, hai màu hồng nè, màu xanh dạ quang nè, nó rất là nhiều màu. Và đặc biệt là cái giá thành nó rất là tốt. Nó dao động khoảng 150, 200, 250, nó tùy màu. Và cái này là những cái hồ mà mình mới á, nó cũng tương đồng với san hô, nó cũng giống như là những cái dòng cá cho hồ mới á, như là bên hồ mới mình có bóng mó thia, thì bên này là có mè nè, mè với lại búa sò, nó là những cái dòng gọi là dễ á, tét hồ đúng rồi đó. Dạ, cho những anh em mình mới chơi nó, mà em thấy nó đẹp nha, clip nó cũng đẹp, tại vì cái này mình tắt á chứ mà mình bật luôn lên nó luôn, nó cũng đẹp lắm. Đúng rồi, nó vừa đẹp mà nó rẻ tiền mà nó khỏe nữa. Đó thì những cái anh em mới chơi những hồ mới mình nên chọn những cái dòng này trước. Những cái dòng này nó sống ổn rồi á, mình mới bắt đầu qua những cái diêm, những cái gì đó nâng cao lên. Dạ, okay. Dạ đúng rồi đó, cái này mình cũng nên lưu ý những cái đó. Còn tiếp theo nữa, mình di chuyển ra ngoài đây xíu nè, cái này là có những cái gọi là SBS. Cái này là thật sự là những cái hàng Việt thôi. Có những cái hàng Việt rồi em giống như là em cái này có thể gọi là như một số shop khác là gọi là nuôi trồng á, là cấy đó. Cắt cấy không phải, đúng rồi, cái này gọi là cắt cho nó gọn là em tỉa á. Tức là bình thường vậy nó sẽ là một bụi lớn cả bàn tay mình vậy đó. Rồi em tỉa ra từng nhánh nhỏ thì mỗi nhánh của nó khoảng 150, 250, dành cho những cái bạn gọi là thích trải nghiệm á, giống như là thích lên EBS của nó làm sao. Tại thật sự EBS thì nó hơi khó hơn mấy cái dòng EBS với là sọt. Nó cần cái độ nước ổn định hơn nè, chất lượng nước cũng tốt hơn, nó mới sống được, nó mới phát triển được. Dạ. Rồi. Bạn trăm mấy trải nghiệm là quá hợp lý. Dạ, nó hợp lý. Dạ, nhưng mà có cái thì cái màu nó không được đẹp. Nhưng còn những cái màu EBS mà đẹp á, như những cái hàng nhập về á, để cho lâu tới, tại vì tới sắp tới bên cái nguồn hàng Thái của em á, hàng Thái với hàng Trung Quốc của em về san hô nhiều lắm. Tại cuối năm nên là biên khó nên là em không có về, chứ thôi sắp tới em sẽ về nhiều lắm. Nói em đi bên đó về được em sẽ nhập, em nhập về sẽ có nhiều cái EBS màu đẹp lắm. Chứ không phải như những cái dòng thường này màu xanh nó không. Nói ra rồi anh em mình có thể mình di chuyển tiếp ra ngoài phía sau này. Có thêm một hồ san hô phía sau này nữa. Dạ rồi đó, mình có thể thấy vô bắt mắt nhất luôn là như những cái đúc áo nè anh Nam. Giống như là dạ này những cái hàng Việt thôi. Bình thường giống như bên em sẽ phát một cái phát gì đó là nó nhiều màu lắm. Có thể một màu có thể là 2-3 màu luôn. Thì một phát của nó cũng dao động từ 150, 200 tới 250 một phát. Mình có thể mình mua về cái anh Nam dán lên trên mấy cái áo của mình á. Một khoảng thời gian hồi mình tốt á, cái xoa này nó rất là nhảy, nó rất là bò. Nó bò ra, nó nhảy ra, nó hình như nguyên một cái vườn hoa trên đó đó, nó rất là đẹp. Dạ đó, mình di chuyển qua cái bên đó nè. Ngay chỗ này là nó có cái flower Thái. Cái này nó cũng rất là đẹp. Nó ánh lên dạ, nhìn nó đẹp lắm. Rồi mình di chuyển qua bên trái chút xíu luôn. Là bắt đầu sẽ có những cái xoa Việt luôn, nhưng mà nó những cái bông bự. Cái này thì nó cũng đẹp, nó hiện rõ hơn. Nó những như những cái áo bự vậy đó. Rồi mình di chuyển qua từ từ chút xíu nữa là anh Nam thấy không? Em có phát mấy cái riêng ô nhỏ đó, mấy cái nhỏ. Là bắt đầu từ qua bên đây là này là nó đám nhập. Những cái xoa nhập. Dạ. Này giống cửa hàng đá quý quá. từng viên rồi, dạ. Ruby rồi thạch dạ. Anh rồi này nọ. Đúng rồi, cái này nó xịn hơn nên là phải phát nó ra từ cái nhỏ. Cái này là em phát ra nhỏ sẵn, giống như khách mà thích thì em cắt luôn, làm như bên em bán một lần là từ 2-3 bông gì đó. Cái này thì cái giá trị của nó cao hơn những cái xoa Việt mình. Giống như là có loại thì một mắt thì là 50, có loại là 100, 200, 300, 500, 1 triệu cũng có, là một bông thôi. Dạ, cái giá trị của nó cao hơn một chút. Mình di chuyển qua bên trái nữa là cũng xoa thông luôn. Mà cái xoa này nó có rất là nhiều dòng, nhiều màu, nhiều giá khác nhau.
giống như mà mấy bạn mà thích thì lên trên cái web Unafit của tụi em á, em sẽ ghi chi tiết một cái hình ảnh để cho mình dễ mường tượng luôn. Đó mình coi được. Đó còn tiếp theo nữa là có những cái bèo bi nè. Đó có cái là bèo bi hồng xanh, bèo bi lem. Rất những là đặc biệt này, luôn các dạ. Bạn nhìn nó lạ không mắt á. Những cái bèo bi này hả, hầu như theo biết nó cũng ít hàng lắm anh. Đó nó cũng đẹp. Cái khu vực này các bạn biết giống gì không? Em zoom cao cao lên nhìn từ xa cảm giác giống như là flycam chụp từ trên cao mấy cái lều của Mông Cổ vậy. À. đúng rồi, nhìn cao xuống nó như mấy cái lều vậy đó. Đó những cái lều này là đĩa bay. Đó dạ, đĩa bay thì trong những cái dòng đĩa bay nó cũng được phân qua bên LBS thôi, nhưng mà theo em thì nó cũng hầu như giống như SBS vậy đó. Nó đẹp nè, nó nhiều màu sắc nè mà nó cũng khó. Dạ, nó hơi khó. Thử thách cao á. Dạ đúng rồi đó, nó khó một chút hơn. Đó, còn như qua bên đây nữa là có mấy cái bèo bóng. Đó, nó cũng đẹp nè, dạ đó. Rồi di chuyển tiếp theo nữa thì có mấy cái táo nè, sao băng nè. Đó, mấy cái này nó cũng giống như là đẹp, nó cũng dễ nhảy. Đó, còn tiếp theo qua bên trái nữa nè, đó như hồi nãy nè. Đó, cái này cũng là SBS nè, nhưng mà cái này là nhập. Màu sắc nó khác liền. Dạ đúng rồi, cái màu xanh nó đậm hơn nè. Còn tại đây em mới đụng á, chứ mấy cái màu đỏ ngoài á, nó là cái thân màu đỏ mà cái nhánh đầu nó là màu xanh. Đó, nhìn nó cũng rất là đẹp. Nó khác, nó đẹp hơn so với những cái việc của mình nhiều. Đó, rồi mình di chuyển qua bên trong nữa thì cũng có mấy cái SBS biệt. Đó, còn ở trên này là có nguyên một chùm flower Thái luôn. Quá đẹp luôn. Với lại bên trong này là có mấy cái bóp Thái. Nó cũng đẹp, nó nhiều màu sắc. Cái này không nhiều ai cũng thích lắm. Cái này nó cũng nhảy như xoa với anh, nó là dễ. Anh chỉ mua về một phát nó mấy bông cũng được. Anh để cho cái ao mình thôi một thời gian thôi là nó lan đều ra. Một chút những hộp trưng bày của em mà chút nữa anh em mình ra quay em sẽ chỉ cho anh Nam thấy okay. Nó kỹ hơn. Dạ. Rồi. Đó, nó rõ hơn. Rồi mình xuống tới hồ dưới luôn. Là cái này là có những cái acan lato, ở trong là có những cái xương gai vàng. Có những cái dòng này nó cũng thuộc là dòng dễ. Còn ở trong đây là có những cái dòng nấm nè. Đó, nấm nó cũng khỏe như xanh xanh nó long long ngay đó. Đó, ở trong mà nó có trứng mực. Rồi tiếp theo qua bên phải ở phía trên nữa là có những con dẹp. Những con này nói chung là tất cả này đều là dễ hết. Đa phần bên em á thì giống như là làm những cái dòng san hô dễ để cho mấy bạn chơi á cho nó ổn định á. Dễ tiếp cận ban đầu. Dễ tiếp cận ban đầu dạ. Đó, rồi mình tiếp theo nữa là thấy những cái giống như những chùm hoa vậy á. Đó là sọ. Đó như cái khúc giữa này nè anh Đức quay bên đây giùm em nè. Đó cái này đa phần cái đây là sọ nhập. Đó dạ. Đó cái này là sọ vàng nè, sọ đỏ. Ở đây có mấy cái sọ vàng sáng hơn và những cái bông. Có như hả mấy hồi cái lô trước em về có nhiều cái dòng sọ đẹp lắm. Nhưng mà như hồi nãy đó bên này cũng làm chương trình á, khách lấy cũng hết rồi. Cái này nó cũng còn có một ít số nó còn lại thôi. Nhưng mà nó cũng rất là đặc sắc. Nó khác. Mấy cái này mấy cái bông của nó dạ quang nó ánh lên ha, đẹp quá ha. Dạ nó khác, cái nó khác hẳn liền vậy. Dạ rồi. Mình di chuyển qua bên phải chút xíu nữa thì là bắt đầu có mấy cái sọ Việt. Đó, sọ Việt thì giống như nó rất là đẹp, nó dài. Nhưng mà các bạn đi thì cái màu sắc thì nó không bằng. Không bằng. Nó không bằng mấy cái hàng nhập của mình hơn. Dạ. Ở như trong máy các bạn đang thấy là có cái sọ hai màu đó. Nó giống như là cái sọ quốc dân vậy đó. Hầu như là anh chị nào hay bạn nào cũng có nó trong hồ mình hết. Mà cái em cũng thấy đẹp nữa mà nó rẻ tiền. Giống như một bụi nó có 200-250 à. Mà nó đẹp quá trời, nó dài nữa. Nó có thể cho Nemo nằm luôn. Nemo nó vô nó nằm được luôn. Nó giống như con quỳ vậy á. Nemo nó cũng thích. Dạ. Đó, mình di chuyển giống như qua nữa luôn. Đó là phía dưới cái mấy cái đỏ nè. Em thấy có mấy cái màu đỏ nè, đỏ lem hai màu hay là phản quang vậy đó. Nó là thủy tinh. Nó những cái dòng này nó cũng rất là đẹp, mình có thể đặt ở dưới nền cát luôn, nghe một góc hồ hoặc là mình dán nó trên những cái layout cái góc cũng được. Nó cũng đẹp, nó cũng ở trong. Còn ở trong thì có mấy cái bèo lông, rồi ở dưới bên phải nữa thì là nó có mấy cái chén. Nó chén cũng là cái dòng dễ, dòng khỏe, dòng nhiều khi chơi. Nhiều khi mình ước mình thành con cá các bạn, mình bơi dưới này mình thấy nó đẹp quá. Nhìn dạ. Ở trên đây là thấy đẹp rồi mà đúng ước rồi. Mình thành con cá bơi dưới đây chứ còn đẹp dữ nữa. Dạ rồi đó là nó lung linh luôn. Rồi mình di chuyển cái hồ trưng bày đi anh Nam ha. Đây. Đây có một số dòng san hô nữa hơn. Dạ. Đây các bạn, đây là hồ trưng bày của Unafish ha. Hôm nay anh thấy cái trứng mực này nó phát triển như muốn gấp đôi lần trước thì phải. Dạ đúng rồi anh, nó cái này con san hô á. Hồi nãy con cá nó có khỏe, nó có ổn định hay không là cái màu. Còn khi mà con san hô nó ổn định, nó khỏe không là nó nở. Anh thấy nó phồng ra luôn, giống như con tôm hú không. Trong hồ này mình không có đụng nó nhiều là nó vàng. Nó vàng tươi hơn mấy con ngoài kia. Cái cá con Nemo nó cũng tươi hơn nữa. Đúng rồi. Rồi ở phía đây nó cũng có con thia này, rồi con bóng cờ lửa nè. Rồi con thia lá mạ. Nó như cái cây truy cũng vậy nữa, nó dài hơn, nó dài lên quá trời luôn. Là tại vì hồ mình chơi mình không có đụng nó. Đó là nó rất là tốt. Dạ hay ha. Cây cổ thụ dạ đó. Còn như anh Đức quay qua phía bên đây nè cho các bạn mình thấy nè, nó có con như nãy là anh Đức hỏi là con sò vậy đó. Đó em con sò chứ, đó em dán nó lên trên lấy đá ao luôn. Đó em dán nó lên trên vậy luôn là nó tự xong nó mở ra đóng vào đóng lại luôn à, nó tự nó lọc nước ở chỗ cua đó của nó. Rồi có cái thủy tinh nè, đây có cá nào đứng đây em thấy góc bên này nè. Dạ
nó chạy ra ngoài thôi. Dạ. Đó rồi ở phía trên của mình nữa, đó là hả có một số cái dòng diêm bên phải nè. Đó là mấy cái diêm nhập, đó nó cũng đẹp, mấy cái tím đầu vàng, xanh đầu vàng, rồi mấy cái tím lem. Ở giữa hậu của mình là nó có những cái vàng con 24. Đó còn như hả anh Nam với các bạn cũng thấy ở trên cái bòm đá lao của mình đó như xoa không? Lúc trước em dán cũng ít à. Đó giờ nó bò làng à. Nó như thành nguyên một cái vườn hoa luôn. Nó rất là đẹp. Đó còn mình di chuyển qua bên trái một chút xíu nữa là có những cái mè xanh dạ quang, mè tím nè. Đó là có những cái lá tô. Đó và đặc biệt nữa là các bạn thấy nó nổi bật nhất trên màn hình của mình là hai cái bụi búa vàng. Đó, quá thấy đẹp luôn. Dạ, cái đó thì không phải là nó giống như hồi lúc trước chưa có bên em nhập vậy được thôi. Ở bên em giống như là cũng có giống như là qua lại vậy đó. Là tụi em nhập mấy cái đồ Trung Quốc, Thái Lan rồi về đó, mấy cái búa rất đẹp, nó đặc biệt khác hẳn với những cái dòng búa thường của mình. Nó phản ra, tại nhìn trong hình nhiều khi cái màu nó còn hơi tối á, ở ngoài nó còn sáng rực rỡ luôn á. Dạ, nó rực rỡ, nó vàng lên rất là đậm. Đó rồi mình di chuyển qua góc bên trái ở dưới hồ của mình ở bên trái nữa. Đó này là có mấy cái đĩa bay nè, đó giống như nãy anh Nam nói là mấy cái lều của Mông Cổ vậy. Dạ rồi đó, mà di chuyển qua bên trái dưới trái hồ mình là có cục donut. Như hồi xưa á, hồi cái con donut này á là hả cách nay khoảng cỡ nếu mà tính khoảng cỡ 3-4 năm về trước á ha. Nếu mà trong hồ mà có con donut này phải gọi là hồ đại gia. Đại gia là mới chơi được, tại sao nó mắc lắm. Có thể nó lên tới 10-20 triệu một cục á. Nhưng mà không biết hồi vừa rồi cũng giống như cái lô diêm vậy đó, cũng có một đợt vậy đó, cái tàu mình đánh bắt được quá trời luôn. Đâm ra cái nó rẻ. Nó còn được có 3-4 triệu tùy màu, còn cái màu xấu xấu của nó còn cũng có 800 triệu bạc cũng vậy có. Là phải tranh thủ đầu tư rồi chứ đâu phải cái này đâu. Dạ. Phải lúc nào cũng có đâu. Dạ không anh, mà cũng có nhiều anh cũng dính chết vậy đó. Nghe cũng đầu tư giống như là tưởng đái rồi cứ bắt đái vậy mà cứ chưa phải đái đâu. Chưa phải đái. Dạ. Đang có động không đái mà. Dạ đúng rồi. Nó còn qua bên phải xíu nữa mình thấy có con tầm bác sĩ. Đó, nó cũng rất đẹp. Con này là em nuôi trong hộ của em chắc được năm mấy hai năm nữa anh, hồi đó nó nhỏ xíu à. Mà bây giờ nó bự lên lắm luôn, nó rất là khỏe. Các bạn thấy con tôm bác sĩ này dọc cái sống lưng của nó là có một cái đường màu trắng nó dạ quang ha, qua camera thì sẽ không thấy được đâu, nhưng mà nhìn bên ngoài á nó rất là sáng, kết hợp với này chân trắng nè, rồi râu nó tới tổng cộng bao nhiêu râu ta, 2, 4, 6 râu. Dạ. 6 râu rất là dài và nó trắng dạ quang lên các bạn. Này vô đây nó bị đổi nè, nó bị da thành màu xanh nè. Dạ. Chứ còn bên ngoài nó là màu trắng dạ quang. Dạ. Con tôm bác sĩ này cũng giống như con cá bác sĩ vậy đó. Nó cũng có một cái lợi trong hồ á, thứ nhất là nó sẽ dọn thức ăn ở dưới tầng nền cho mình. Là khi mà mình cho ăn thức ăn nó bị dư á là nó sẽ xử lý hết luôn, là nó sẽ hạn chế bị hư nước, hạn chế tăng mấy cái N3B4 trong hồ mình. Còn tiếp theo nữa là những con cá nào giống như là bị nó quýt lộn hay nó bị chạy xước gì sơ sơ đó, nó cũng rỉa được mấy cái tế bào chết. Nó cũng rất là có lợi. Đó còn trên màn hình của mình dít qua bên phải chút xíu rồi đó là cái bụi cỏ rất là đập vào mắt. Ở ngoài mình thấy nó lung linh giống như là một cái thảm gì đó. Đúng rồi. Đó cái này nó là dòng những cái dòng có cớm dài á anh. Đó cái này bên em á lúc trước em để nó khoảng cỡ 3-4 mảng vô chung á. 3-4-5 mảng gì đó sau cái nó dính thành một chùm luôn. Thành mảng lớn luôn, nó rất là đẹp. Giống như các bạn các anh mà chơi giống như kiên nhẫn chút xíu mua về rồi để từ từ á. Để nó sẽ lan vậy đó, nhìn nó lung linh dưới cái đáy hồ mà nó cũng đẹp lắm. Cái này mấy cái loại này mình cứ đặt dưới hồ có cần dán gì không ta? Dạ không anh, nó có dính lên đá. Nó có một cục đá ở dưới nữa mình để là nó cái cục đá nặng nó nằm dưới luôn. Dạ đúng rồi, mình chỉ để nó gần nhau thôi. Nó gần nhau rồi mốt nó sẽ lan nằm với nhau luôn. Dạ dạ dạ, những dòng cỏ nó cũng nhìn trong sẽ hô khỏe. Đó mình cũng dễ chơi. Đó dạ. Ok. Em cái hồ mà nó anh thấy là chất lượng nước, là chất lượng san hô, chất lượng cá nó quá là gọi như là tạm gọi là hoàn hảo đi. Dạ. Thì cái hệ thống xử lý nước đồ của mình á, em có thể giới thiệu cho mọi người cái sum đồ này nọ ấy nó muốn là cái sum mình có nó như thế nào, cái hệ thống nó khác vận hành như thế nào á. Dạ dạ rồi, đây để em mở ở phía sau này ra. Ok. Dạ rồi, đây để em bật cái đèn lên nữa. Đó, để cho mình thấy rõ hơn cái phần ở dưới hơn. Đó, thì thực sự cái sum năm nó cũng không có gì là phức tạp hết. Nó cũng không có cầu kỳ, tại vì cái môn chơi này nó cũng có một cái theo em thấy vậy nè. Giống như là mỗi một người mình có một cái cách chơi khác nhau. Mỗi một người mình hay mỗi một shop sẽ có một cái trải nghiệm, một cái kinh nghiệm nó khác nhau hết. Không có ai giống ai hay là không có cái gì gọi là một cái cố định hết. Đúng rồi. Nó giống như bây giờ anh Nam nhìn theo cái sum của em đi, nó rất là cơ bản. Anh Nam hình như là không thấy cái gì là máy móc lung tung hết trơn á. Chỉ có cái máy bơm ở dưới kia là không nói rồi. Còn đây là cái skimmer. Thật sự skimmer thì em cũng chả có xài cái gì là của ui hãng mắc tiền quá, em xài của Aqua bình thường. Nó cũng là cái loại skimmer dởm trong skimmer thôi, bình thường thôi. Nó đánh chiếc dơ ra là được rồi. Mà tiếp theo bên phải nữa là đó, em có cái này cũng gọi một cái gọi là rìa bổ sung. Đó là em có trồng cát nè để cho vi sinh kỳ khí. Nó trú, nó ở đây nó xử lý nước. Còn ở trên nữa là đó, anh Nam thấy em trồng một đống nước luôn. Cây nước này nó rất là hay. Nó rất là tính hỏi cái đó sao tự nhiên có trồng mấy cây trong đó, là chức năng của nó là gì? Dạ cái nước này em giống như là anh em mình hay trồng rong.
để cho nó hút nậu 3B4 này kia. Mà em thấy rong á, hồi đó em cũng chơi luôn, em thấy nó dễ chết lắm. Nó dễ chết rồi nó bị dơ, nó cuốn lên trên cái hồ mình, nó lung tung hết trơn, rồi nó bị bã ra là lắm hết trơn á. Em thấy nó không hay lắm, nên là hỏi em trồng nước. Cây nước này em thứ nhất là nó khỏe nè, nó rẻ tiền, mà đặc biệt nữa nó hút được nợ 3B4, nó hút mấy cái chất độc hại cho hồ mình, nó tốt hơn mấy cái rong luôn. Nó nên em thấy nó rất là tốt. Còn thật sự cái này á là giống như anh em mình chia sẻ thôi, tại vì nhiều bữa em nghe anh Nam nói anh Đức cũng là người chơi nữa. Anh Đức cũng cũng có dính trong cái mảng dính này nặng luôn á. Nên cái này em chia sẻ với cái hồ của em thôi, giống như là anh Nam Đức cũng ghé shop em mua đồ nè, rồi lại quay nhiều lần nè, thì đó cái hồ của em anh cũng thấy đó, càng ngày nó càng tốt, nó phát triển. Mà trong đó là em gắn gọi là full san hô đầy cá luôn á. Nhưng mà một cái đặc biệt đó là em không có hoàn toàn không có một cái máy chăm chất gì hết, em không đúng có rồi, lọ không khử hết luôn. Thì đó giống như ở đây là sao, quy trình là sao, tức là nói về cái lọ khử là em thay thế cho cái đống nước với cát nè, là để cho nó khử nợ 3B4 rồi. Nó còn sự cái tiếp theo nữa mà về cái chăm chất này kia, theo như em thôi nha, tại vì em nói cái này ra thì sợ nó đụng chạm ảnh hưởng tới cái quyền lợi chung của tất cả các shop. Nó giống như là bên này em chơi là về cái kinh nghiệm nè, mà em cũng hướng về cái gọi là nó tiết kiệm nhất có thể. Giống như anh thấy thì cái này á, những cái hồ mà đó với em, kinh nghiệm của em á, những cái hồ nhỏ như anh cũng thấy đó, em có cái hồ 60 nè, phía trước có cái hồ 50, bên đây có cái hồ lọc vách 50, rồi đây có cái hồ 40 mà khách mới thích quá khách ôm về nhà luôn rồi. nên là em không còn nữa. Tất cả các hồ nhỏ của em hoàn toàn không chăm chất. Giống có thể em nói ra có thể là anh Đức sẽ không tin nè, tại Đức là người chơi, anh đi không biết có nói xạo không chứ không chăm sao cái hồ mà nó được như vậy. Thật sự á em thấy nó không có cần, tại vì trong cái hàm lượng muối của mình á, mình xài là nó đã có chất rồi. Và mình chịu khó mình thay nó đều thôi là em thấy nó ổn rồi, mình không có cần chăm linh tinh lằng tằng quá. Cũng giống như ví dụ đi, giờ con người đi sự với nó, với giống như giờ em ở trên Sài Gòn đi, so em với một cái bạn ở dưới quê ở dưới tỉnh, có thể nhìn vô bề ngoài em trắng trẻo hơn, em có thể là lanh hơn, tại vì em sống trên thành phố nó phức tạp quá, em lanh hơn. Nhưng nếu nói về sức khỏe thì em không bằng mấy bạn tự nhiên. Mà cho dù cái ăn uống em có thể là em ăn bổ, ăn bò, ăn yến, ăn đa dạng đồ ngon lành hơn, nhưng mà sợ nó chứ giờ nếu mà bỏ ra ngoài chơi luôn em chạy đâu có lại đâu. Còn mấy bạn ở dưới quê đó giống như là mấy bạn cũng ăn cơm ăn bình thường, mà có thể là sức khỏe do không khí là nó tự nhiên. Tức là nói chung quy lại là cái gì cũng vậy, tự nhiên thấy vẫn tốt nhất, thuận theo tự nhiên đúng không? Đúng rồi, nó bằng chứng là cái cách em để mấy cây nước đó để nó lọc cái mấy cái chất thải rồi trong nước rồi này nọ là tiết kiệm, vừa tiết kiệm được mà lại là tự nhiên luôn, nó tốt. Dạ nó còn giống như cái vấn đề chính ở đây á, mình bù lại cho cái chuyện đó đó thì mình phải xài muối là có chất, nó tốt. Giống như những cái hồ mà giống như cái hồ của em đi, mà mình chơi san hô nó dày đặc, nó nhiều như vậy luôn á, thiệt sự giống như á, theo như bên em thấy được, có thể nói là một cái muối gọi là cái muối quốc dân á, là muối ai cũng chơi, ai cũng giống như cũng kiếm hết á, là Red Sea tím. Nó thật sự đúng thiệt, Red Sea tím rất tốt, Red Sea tím ổn định, Red Sea tím giá vừa phải. Nhưng mà nếu nói mà gọi là nó gọi là chất mà ổn định nhất, tốt nhất thì nó cũng không hẳn là như vậy đâu. Theo như em á, là em có cái hồ của em nói như cái hồ mà mấy anh mình đang quay vậy đó, là em xài bên cái Aquafito. Đó nó là một cái, nó là một cái dòng muối nó cao cấp một chút xíu, nhưng nó cao cấp chứ nó không mắc hơn bao nhiêu tiền á. Tại vì ví dụ giờ so đã, ví dụ giờ cái muối Red Sea tím đi là cũng gần 100.000 ký rồi, thì thằng kia nó cũng 100 mấy ngàn gì đó. Nó mắc hơn có mấy ngàn thôi, trên lạnh lắm. Nhưng mà do cái sự bên cái gọi là cái marketing á, cái quảng cáo, cái sự đẩy ra thị trường ở ngoài á, Red Sea tím làm quá tốt, tốt hơn. Còn bên thằng qua Aquafito làm yếu quá. Nhưng mà Aquafito nó không phải là một sản phẩm lạ nha, nó là một cái sản phẩm có thể nói là một cái dòng cao cấp của Seachem. Như nếu nói về Seachem thì ai trong chúng ta cũng biết hết, kể cả bên thủy sinh qua bên nước mặn mình, vi sinh là ai cũng biết hết. Nhưng mà muối nó là không biết cái hiệu đó. Nó cũng nôm na dễ hiểu hơn cho các bạn nam mình dễ hiểu mường tượng á, giống như là xe Lexus vậy đó. Nó là con của Toyota. Nói Toyota ai cũng biết, như Lexus ra thì có thể là người biết người không, mà không biết là nó đến từ đâu. Nhưng mà Lexus đó là cái hãng con, và chắc chắn thằng Toyota nó là mẹ nó đẻ cái đứa con, chắc chắn nó phải hoàn thiện hơn. Đúng nó rồi. Làm cho những cái gì đó từ ở ngoài sang trọng hơn nè, ở trong cái máy móc nó cũng tốt hơn, mạnh hơn, bền hơn, và tất cả cái nó đều tốt hơn Toyota. Thì đó, nó không dành cho số đông. Đúng rồi, nó không dành cho số đông. Thì cái muối Aquafito cũng vậy, giống như là đa phần là marketing nó yếu quá nên là đa số đông không biết. Nhưng em thấy em xài nó rất là tốt, cái hàm lượng chất nó rất là ổn định. Kể cả những hồi em chơi đó em hoàn toàn không cần chăm chất gì hết. Ở nhà Nam với anh Đức cũng thấy cái hồ của em đơn giản quá. Đúng rồi đó, em hầu như là tối giản, tức là không có cần cái gì cầu kỳ hết. Bởi giống như mỗi lần á, mà bên em á, khách nào mà làm những cái giống như là hồ bên em, giống như bên em sẽ có những cái gói, giống như ví dụ giờ anh Nam làm những combo hồ bên em đi, là em sẽ tặng cho anh một cái gọi là cũng đó một cái gói gọi là setup nè, và bảo dưỡng trong tháng đầu. Cái đó thì đa phần khách nào cũng cần, một cái tâm lý chung á. Tại vì giờ mình mới vô chơi mình đâu có biết là phải làm sao đâu, rồi nó sao đâu, thì đó thay vì là em sẽ lấy phí cái mấy triệu đó thì thôi coi như em hoàn toàn miễn phí cái đó, coi như là em tặng lại cho anh cái đó, là giống như là em sẽ qua em setup hết cho anh, và em chỉ chia sẻ cho anh được là cái ví dụ cái máy bơm nó làm cái gì, kimmer làm cái gì, rồi cái ngang lập tức nó làm sao,
ngăn này nó làm cái gì cái đá sống nó sao 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 vậy đó, làm chia sẻ đều hết cho mình về tất cả cái đó hết đó. Xong rồi một tháng nó mỗi một tuần em qua một lần, là em qua em thay nước làm sao, em cạo rêu làm sao, rồi em gắn san hô nó ở đâu, con cá này nó sống làm sao, nó gì đó em nói lại hết. Sau khi một tháng đó mà em rút em làm xong nhiệm vụ rồi thì anh Nam có thể hoàn toàn xử lý hồ mình hết. Coi như mình nắm được những điều cơ bản hết rồi. Dạ, cái đó là một em thấy là một cái quá hay luôn của bên em. Quá dạ, em chia sẻ cho khách mới của mình. Và cái hồ khách chơi bên em cũng vậy, là em làm sao để tối giản để hoàn toàn không hạn chế chi phí nhất có thể. Nhưng mà cái vấn đề em cũng nói là một lần nữa hồi nãy giờ, tức là em nói hồ nhỏ thôi nha. Giống như nhiều khi có mấy anh hồ lớn lại nhiều khi bắt bẻ em tội nghiệp em. Nó giống như là hồi nãy em nói là hồ từ 60, 50, 30, 40 thôi. Chứ còn mà những cái hồ mà lớn hơn như 1 mét, mét rưỡi 2 mét rồi thì chắc mình phải chăm chích. Tại cái hàm lượng nó nhiều quá, nó hút chất nhiều quá là mình phải chăm. Thôi nhưng mà chăm thì là tùy theo cách chơi của mỗi người nữa. Chứ em cũng không có nói rõ được là như thế nào. Còn như mà hồ em đảm bảo được như cái hồ của em mà từ 60 trở xuống thì hoàn toàn 0%. 0% luôn. Đó, em dám đảm bảo cái đó. Theo cái kinh nghiệm của em á thì cái hệ thống zoom đồ của mình á thì cái trong đây thì cái nào là quan trọng nhất đối với em á? Cái quan trọng nhất thì có thể nói là cái skimmer, nó giống như là cái trái tim gì á, là nó lọc. Nhưng mà sự nếu mà nói cái quan trọng nhất thì nó cũng không có cái nào là quan trọng, cái nào cũng quan trọng. Tim gan phèo phổi cái nào cũng quan trọng á, không có thiếu cái nào được á. Bây giờ cái này đau cái lại nữa cái kia rồi, giống như như con người mình vậy đó. Dù giờ nhưng mà nhìn kỹ vô đi đó là có thể giống như là bây giờ cái skimmer là cái quan trọng nhất. Nói vừa anh Đức mình quay xuống cái zoom giùm em nè. Nói giống như là cái skimmer là cái quan trọng nhất. Có thể thật sự đây em là shop, với lại em có kinh nghiệm thì em xài cái skimmer giảm thôi. Em xài cái của Awa thôi, nó rẻ tiền. Nhưng mà cái em là shop em có cách chăm của em được nó tốt. Còn ví dụ trường hợp giống như mà các bạn hay các anh mà chơi như Đức chơi đi, ví dụ như là anh Đức có điều kiện hơn em, anh xài skimmer xịn xíu, có thể là đeo tét nè, hay là búp gò bồ nè, mấy cái dòng cu đồ, hay là mấy cái giống như là mấy cái xịn hơn nữa. Thật sự nói nôm na ra càng xịn thì nó sẽ có những cái ưu điểm khác nhau, nó đánh tốt hơn, nó lọc nước tốt hơn. Nó còn tiếp theo nữa giống như mình cũng có giống như mấy cái vật liệu lọc nè. Thì đó, như bên em cái hộp của em hoàn toàn vật lọc em xài đồ dởm, tại vì em shop làm nhiều tiền quá chịu không nổi. Như anh thấy đó, em xài cái sứ tròn và mấy cái đá sổng cơ bản đúng rồi. Em không có xài mấy cái gì ui đậu hũ continuum đồ lung tung vậy. Thật sự nói chung á là các nhà sản xuất người ta đã làm ra rồi, nói không tốt là không có đúng. Nhưng mà giống như cái điều kiện mình thôi, giống như dù trường hợp vô giờ đi, vô giờ như em đi, em hiện tại em đang ở trong cái nhà khoảng 120 m², em thấy đủ rồi, đâu cần gì đâu. Nhưng mà ví dụ giờ có những anh giống như giờ như anh đi, anh phải ở, có những anh ở cái nhà 570 m² mới đủ luôn chứ. Giờ nhà phố mà chụp nó ở không được. Nhưng mà trường hợp giờ xin lỗi có mấy bạn đi ở vô trong như cái nhà có 10 m² người ta vẫn ở được, người ta ngủ được thôi. Dạ thì đó, giống như cái điều kiện mình tới đâu, nhu cầu mình tới đâu, mình sẽ làm cái hội tới đó. Nhưng mà đặc biệt giống quay đến cái chuyện vượt yêu lộc cũng vậy, em thật sự em cũng chia sẻ thiệt, có thể là cũng sẽ có mất lợi cho một số shop khác. Thật sự giống như là hoàn toàn không có cần mấy cái ui đầu hũ công ty nâm mấy cái lần đặng đó, nó quá uổng, giống như là nó quá phí đi. Em xài rồi em thấy đá sống mà chết là tốt nhất. Em thấy nó là ổn định nhất, nó là đều nhất rồi, chả có cần mấy cái kia đâu. Nhưng mà nói chung cũng tùy thôi, dù vậy anh có điều kiện thì anh mua được xịn hơn thôi đó, như vậy đó. Còn em thấy nó cơ bản như rồi đó, như cái sơn em nói đó đó. Còn như cái phần mà sợ cái ribosum nó cũng rất là quan trọng nha, giống như họ vừa rồi vậy đó, cũng có bên em nó cũng có một cái anh khách rất là VIP, anh làm cái hồ bên em xong anh đăng lên một cái hồ có khúc ribosum, rất là nhiều bạn bu vô rồi nói này nói kia tùm lum tà la, rồi phân tích rồi nói qua nói lại lung tung hết trơn. Là thật sự em xin lỗi thiệt, mấy bạn nó không có hiểu, tức là mấy bạn nó không có tìm hiểu về cái vi sinh kỵ khí nó như thế nào. Đúng thiệt, nhìn vô nó hơi dơ, nhìn vô nó không có được tươm tất, không được đẹp. Nhưng mà nói thiệt, có cái gì tự nhiên mà là đẹp hoàn hảo đâu. Chỉ có con người mình nhúng vô là tại sao, con người mình muốn làm giống suy nghĩ con người mình, nó mới hoàn hảo như con người mình. Còn tự nhiên là ông trời mà, ông trời tạo hóa ban ra như vậy rồi thì nó không có hoàn thiện, nó không có đẹp được, nhưng mà chất lượng nó vẫn tốt. Nên giống như là nó dù giờ cái như nó nãy cái nào quan trọng nhất, nó giờ qua cái điều bổ sung nó cũng rất là tốt, rất là quan trọng. Nếu dù trường hợp cái hộ của em mà em không chăm chức, em không được kia là em nhờ cái chỗ đó. Nhưng nếu trường hợp mà như có cái chỗ đó, như anh Đức đang quay cho mấy bạn thấy là như những cái cây đước, những cái ngăn cát nè, nếu như mà không có cái chỗ đó, giống như những cái bạn mà trên hội trên mạng mà chơi á, không cần chỗ đó là mấy bạn phải chăm chức. Là bắt buộc phải tốn tiền, là phải xài lò khử, phải xài chăm chức nữa, là tốn rất là nhiều chi phí. Còn như bên em thì em đâu cần đâu, em xài miếng cát đó đâu có nhiều tiền đâu. Nhiều khi giống như giờ cái khúc đó có năm ký cát rồi, ký 20 ngàn em bán là 50 ngàn, đứa đó có 50 ngàn cây, giờ cho nó như đó 10 cây luôn đi, 500 ngàn à, xài chỗ nào quăng cái hồ luôn thôi, đâu có cần phải thay đổi đâu. Gì khi mà còn tỉa bớt nữa, còn giống như còn giờ cái lò cái kia là mình phải thay đổi hoài, phải tốn tiền hoài đó. Dạ ok bạn, giống như Tuấn vừa mới chia sẻ thì cái hướng xử lý thì có rất là nhiều hướng xử lý và có rất là nhiều sản phẩm từ cao cấp cho tới bình dân để phục vụ cái việc xử lý đó. Thì nãy giờ Tuấn là đang chia sẻ cho các bạn cái hướng xử lý nó tự nhiên nhất, giảm chi phí nhất,
ha, chứ còn hướng xử lý thì rất là nhiều hướng xử lý, giống như dạ. một bộ đồ bây giờ mua một bộ đồ thường cũng được, hoặc dạ. là các bạn có điều kiện hơn thì mua bộ đồ hiệu mặc thì nó đúng chức rồi, năng dạ. của nó là che thân thôi dạ, đúng đó rồi. Nhưng mà cái tùy điều vậy. Kiện của mỗi người thôi dạ, ha dạ. thì đang hướng dẫn một cái cách gọi là đơn giản nhất, tự nhiên nhất dạ. ok à, còn trong tiếp theo nữa có mấy vật liệu lọc á, anh Đức quay lên trên này giùm em. Ở giống như em mới nói hồi nãy vậy đó, giống như mấy cái hũ mà tròn tròn chỉ có chữ magic nè. Ở em thấy đó, mà mục đích của nó em thấy nó cũng rất là hay. Hình như là mục đích của nó là xài được hình như là cho 200 lít của mình hả ta? Lâu quá em cũng quên, là có gì mấy bạn lên trên app web mới search giùm em. Chứ nhiều khi nói em hơi bị lợn cái con số chút xíu. Ở như trên nhà sản xuất người ta sẽ có đưa ra cái thông số đó, dù như một lít magic là xài được cho cái hộp bao nhiêu. Đó thì mình xài. Đó còn tiếp theo nữa, giống như là anh Đức quay giùm em qua ở bên trái đi. Ở giống như là có những cái tạo sóng nè. Bên em có đầy đủ hết cho sản phẩm, cho những cái hồ cho anh em mới vô, cho cái hồ lớn luôn. Giống như có những cái đèn K7 mini nè. Em thấy cái hàng sản phẩm này nó rất là tốt anh. Nó cái ở giống như cái hồ trưng bày nhỏ của em nè. Ở đây là em đang xài một cái đèn. Có mẫu luôn ở K7 mini. Em thấy là cái ánh sáng nó vừa đủ nha. Ở cái phổ quang của nó cũng rất là tốt. Nó đánh xuống cho con san hô nó cũng rất ổn định mà nó phát triển được này, cái màu nó ra dạ đúng rồi cái đèn này nè, cái thiết kế của nó bầu của nó dạ nó gọn gàng ha, gọn gàng dạ, ánh sáng nó cũng à. Đẹp đầy đủ dạ. Rồi xong anh Đức quay lên trên giùm em chút xíu nữa là có những cái như ở trên nữa, ở trên bên trong cái đèn đen nữa có cái đèn M029 thì đó cũng đó giống như cái đèn quốc dân của mấy bạn mới vô đó à. Bạn nào mới vô cũng tìm cái đèn hết, nhưng mà em thấy sự nếu chơi cái đèn đó rồi á, ráng xíu tiền đi chơi cái đèn K7 mini này nó tốt hơn nhiều à. Đó, còn xếp xuống dưới nữa thì em có những cái tạo sóng những cái dòng xô nè, rồi những cái eco, những cái mô nè, nó cũng rất là thông dụng cho những cái hồ dành cho mấy bạn nhỏ của mình hay là có mấy cái châm chích, mấy cái đó châm chích của xe máy châm chích MD 4.4 rồi dạ, đúng đó. Thật sự bên em có bán đầy đủ hết, tức là sự khách cần em đều có cung cấp hết. Nhưng em sẽ tư vấn làm sao đó cho khách hạn chế chi phí nhất chứ không phải là em bán cứ hỏi mua đi anh để mà gom tiền về như vậy, nhiều khi nó lại không đúng với lương tâm của mình. Đúng rồi. Còn xích qua bên trái nữa thì có cái cát, có cái cát AT với cát SEAL. Hai cát này em thấy nó rất là ổn định. Nó là những cái hạt lớn đó, nó đỡ bị bay, đỡ bị bụi. Bạn thấy cũng có nhiều bạn thích xài cái này. Còn mấy cái này mình xài lâu năm nó có vỡ rồi không ta? Chắc cũng sẽ có ha. Em thấy nó không anh, chung mấy hộ em xài cũng 3 năm hơn cái lậu, nó cũng bình thường. Nó cũng vậy à. Có cái nó đen thôi. Đen. Nó bám mấy cái rêu đồ lung tung, mình lấy cái mình rửa nó này kia lại thôi. Chứ còn còn cũng okay. Nhưng mà cái rửa đó cũng mấy bạn cũng để kỹ giùm em, là lấy từ ít chứ lại có kỹ thuật xíu, chứ lấy hết rửa xong bỏ lại luôn là coi như mình xài còn lại là cá thôi. Coi như là nó mất vi sinh rồi, dạ. Đó còn nhìn bên góc bên trái màn hình của mình á thì đó mấy bạn thấy có những cái bao màu xanh có cái chữ là Coral Sea Shell gì đó, là muối biển của san hô gì đó à. Thì cái này nó là một cái sản phẩm muối của Đài Loan. Đó thì theo như cái kinh nghiệm của em á, là ở đây là sao em trưng bày và thấy rất là nhiều. Thật sự là em vừa trưng vừa xài luôn à. Đó vừa xài cũng có một sản phẩm muối của Đài Loan. Nhưng mà cái dòng muối này á thì nó phù hợp cho những cái giống như như nãy quay những cái hồ dưỡng cá của em á. Tất cả đây em đều xài muối đó hết. Trừ hồ san hô ra. Hồ san hô là em xài hồ san hô là hồ trưng bày như nãy em nói là xài cái official của bên đây thì em xài của đất xia. Còn giống như mấy cái hồ cá của em á là em xài bằng cái muối của Đài Loan này thôi là được rồi. Còn dù như những cái bạn mà chơi những cái hồ mà nó nhỏ thôi, không có quá gì san hô, cá ít san hô á thì em thấy xài cái này cũng được. Và em đã giống như là chia sẻ và giống như là có những bạn tin dùng em theo dõi cái hồ á cũng 5-6 tháng rất là tốt. Kể cả những cái hồ 50-60 luôn mà chơi những dòng san hô thường thôi á rất là ổn định. Còn hoặc là những bạn nào đã lỡ theo cái con đường mà có những cái shop nào mà đã chia sẻ cái kiểu mà chăm chích rồi, có mua máy đó chăm rồi, có mua lò này nọ rồi á, thì thật sự theo em nên xài muối này, hạn chế xài những cái dòng muối mắc tiền kia. Giống như mấy cái Aqua Fitcho, cái muối đất xia này nó bị dư, nó uổng cái tiền đi. Giống như thôi mình chài thằng con này đi, tại mình cũng có chăm chích rồi, mình bù lại luôn rồi. Giống như là có nghĩa là trong cái muối xịn này nó đã có cái chất tích hợp ở trong đó rồi. Dạ đúng rồi. Cho nên là mình sẽ không có cần tốn tiền cái máy chăm chích nữa. Dạ dạ. Còn nếu mà đã lỡ có máy chăm chích rồi thì xài cái muối thường thôi. Đúng rồi đúng rồi. Em thấy chứ còn vừa có chăm chích mà vừa cái này lại có chất nữa thì nó dư. Nó dư nó uổng nó phí của mình dạ. Cái nó dư là 7kg có 420.000. Còn cái liều lượng pha này nó cũng như nhau, cũng cho là 1kg cho 30 lít, 28-30 lít nó cũng như nhau vậy đó. Mà em thấy là mình bù lại nó rất là hay. Dạ. Còn mình di chuyển qua bên này nữa, giống như hồi nãy trong cái vấn đề thiết bị á, nó giống như trong cái hồ san hô mình thì hầu như là hồ lớn hồ nhỏ cũng vậy, bắt buộc đều phải có cái skimmer. Giống như bạn thấy đó, như mấy cái Seahawk DC80 nè, thì cái này nó sẽ dành cho những cái hồ nhỏ, như là phần những cái hồ dưới 200 lít, những cái hồ lọc vách đổ anh. Thì hồi xưa là cái thằng Nano 70 này nó giống như là cái kim quốc dân vậy đó. Ai cũng xài hết đó, nhưng mà bây giờ là nó là xài cái này, em thấy bên cái thằng Seahawk này nó đánh rất là tốt. Các bọn nó rất là nhuyễn, nó đánh ra nó hay hơn rất là nhiều. Còn cái kế bên này nó có một cái sản phẩm mới của bên Nano 70 này luôn, nó là Nano 70D. Nó có những cái công dụng chức năng nó tốt hơn. Có cái DC chống giật
nó có cái máy bơm chống giật, nó sẽ tốt, an toàn hơn cho mình hơn. Đó, còn an toàn như, dạ, còn như anh Đức quay vào ở phía, phía bên phải trên nó có những cái cu 7 nè, cu 5 nè, là những cái bộ magnet á, đó là dành cho những cái hồ lớn. Đó, những cái hồ lớn của mình nó những cái cu 7 này khoảng bao nhiêu lít hồ, nhiêu lít em? Nó hình như là nó nhiều dòng, ví dụ giống như là 300 tới 400 rồi 500 tới 700, nó từ cu 5, cu 7, cu 9, rồi cu 9 cộng vậy đó. Đó dạ. Còn ở phía trong, phía sau thằng này nữa, thì cũng có mấy cái dòng AXL, AE601 nè. Đó là nó giống như cái hồ chị bà hồi nãy của mình. Đó những cái lớn. Còn cái phía dưới này nữa là có những cái lò. Đó những cái lò là những cái lò khử đó, có của bên Zetafit. Đó của 70, 80, 100. Bên này thì có những cái nhỏ hơn. Đó là những cái lò khử dành cho mấy bạn giống như đánh mấy cái hạt khử NO3, B4 gì đó. Thật sự giống như nó quay lại cái chuyện đó là bên em cái gì cũng có bán hết. Tất cả các thiết bị sinh vật sống, cái gì mà liên quan tới ngập mặn bên em đều cung cấp được hết. Nhưng mà tại sao hồi lúc đầu em nói có những cái nó bất lợi cho cái chuyện buôn bán quá? Đó thì là sự tại cái này là chia sẻ kinh nghiệm thôi. Giống như là sự vừa là em chia sẻ cho anh nghe, nhưng mà chính là em muốn anh Đức nghe để cho anh Đức đỡ tốn tiền lại. Với lại giống như là những cái bạn mà đã lỡ rồi thì thôi mình cứ chơi tiếp theo những cái shop hướng dẫn đi. Nhưng những bạn mà mới vô á, nó thì mình nên theo cái gì đó mà cho nó tự nhiên nhất, nó đỡ chi phí nhất để mình có thể theo cái hồ lâu nhất có thể. Chứ để như là mình cứ tập trung vô nhiều quá rồi nhiều khi như là mình gồng không có nổi. Gồng nổi gánh nặng nhiều khi nản luôn á, đuối luôn đó. Nó đuối. Đây là cái muối mà mấy cái dòng muối mà tốt đây ha. Trong này nó đã tích hợp sẵn mấy cái chất kiết ở đây hết rồi đúng không? Giống như cái thùng muối mà Đức đang chỉ chỗ Nam đang chỉ đó là muốn cái muối Red Sea xanh, thì đa phần cái này cái hàm lượng nó ít. Nên giống như là thứ nhất là dành cho những cái hồ mà là cho nuôi cá nhiều nè. Thứ hai nữa là những cái hồ mà những cái anh đã chơi lâu năm rồi. Cái hồ đó ổn định rồi, trước mấy anh nó nắm được kỹ rồi thì xài cái này nó sẽ rẻ tiền hơn là cái thằng ở phía trong. Ở cái phía trong thì thằng này nó là cái Red Sea tím. Đó, hay thằng này nó giống như một dạng muối quốc dân vậy á, ai cũng xài, ai cũng tìm nó hết trơn á. Đó, và đa phần nó cũng là cái bán có sản lượng nó chiếm rất là cao ở thị phần của mình. Có thể nó chiếm có thể 85-90% thị phần. Mình nó không á. Còn ngoài ra là còn 10% là chia đều hết cho mấy thằng kia. Như là độc cô cầu bại luôn. Dạ, nó độc cô cầu bại vậy á. Ai cũng là lựa chọn á. Dạ, còn như cái thùng màu đỏ ở dưới này nữa đi. Nó là thùng muối của Pháp. Em bé nó cũng rất là tốt á. Nó tốt nhưng mà em xài thì em thấy nó cũng vậy vậy à. Nếu chung chung thôi nên là em không có tiếp theo nữa. Nên bây giờ chỉ có phân ra thôi. Ví dụ như một là xài cái muối Red Sea tím. Đó, còn dù mà hồ mà thấp nữa mà chăm chất thì xài cái muối Đài Loan, cái Ita. Còn tiếp theo nữa những cái hồ mà không có giống như du khách mà theo bên em rồi từ đầu á, không máy chăm chất, không lò khử này kia đâu thì xài cái Aquaphor. Đó là thấy em thấy phân ra ba thằng đó đi cho dễ, chứ còn mà giờ muối nó có Aquaforest rồi ui nó muôn màu nhiều lắm nhưng mà rất là rối, gặp người mới là người ta không biết luôn. Dạ đúng đó. Em thường thường em sẽ phân khác giống như đó. Em nói nãy giờ chắc anh Nam cũng dễ mừng tượng đó. Với phân thành ba khúc thôi. Mình thích cái nào mình theo cái đó. Đó là giống như là bên em đều có cung ứng được hết nhưng mà tùy khách chọn cái sản phẩm nào. Ok luôn. Ok các bạn. Thật sự là san hô rất là đẹp luôn. Mình thì mình tính nói là mê san hô hơn mê cá, nhưng mà thật ra mê cả hai luôn, cái nào cũng đẹp hết trơn. Nhìn vô cái hồ này khi mà có cái sự kết hợp giữa nước, giữa cá, giữa san hô phải nói là nó quá lung linh và mềm mại luôn. Dạ, thank you em rất là nhiều về những cái chia sẻ cũng như là về thiết bị máy móc đồ này nọ. Mặc dù là nghe cũng hơi lùng bùng các bạn, nhưng mà nó cũng có gọi là cũng có dính trong đầu được chút xíu. Thì cứ chắc ra qua thăm em thường xuyên từ từ anh gành luôn. Không còn hỏi gì có gì để tối anh em mình nhắn tin riêng đi. Okay, cảm ơn hai vợ chồng đã chia sẻ những cái sản phẩm của mình rất là hay luôn. Chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe và xem clip vui vẻ ha. Mọi người có thắc mắc về san hô, về cá, về thiết bị, về dưỡng chất, rồi vi sinh này nọ thì có thể liên hệ với lại Tuấn hoặc là Tú. Lúc đó chúng ta sẽ trò chuyện sâu hơn, kỹ hơn. Bye bye. Rồi, mình chào các bạn.